Ôi, em lên siêu phẩm nha anh em nhá. Bên phải màn hình có hai lốt cườm, này là con đực, còn bên này là con cái. Đôi này là một đôi zin phao xám. Đây. Đây là cái tông thổ đặc phấn hồng nhá. Anh em. Clip mã số 18. Đây, chân không lỗi gì cả, móng đầy đủ. À, đây con đực đây, con đực đây, à, con cái đây, à, mã số 18 anh em nhé. À, con đực này thì nó đuôi nó không giữ được. Quay cho anh em nhìn mã số 18. Đây con cái, chim rất đạt luôn. Mã số 18. Rồi. Em đực này thì rất là thuần. Em để lên tay đây. Đeo hai vòng màu nâu. Đực rất là thuần luôn. Đấy. Đấy. Rỉa tay luôn. Lên cầu luôn. Quá là ok luôn. Đấy. Đực. Đấy. Đây. Một đôi. Hai bên đều vòng nâu tất. Quay cho anh em rất là rõ ràng. Công khai minh bạch. Đấy. Phao xám phấn hồng. Đấy. Đôi. Rất là ok luôn. Đôi zin luôn nhá, cùng bố cùng mẹ luôn. Con này hơi có tí cườm này. Các bác nhá. Đôi này thì em để cho anh em là 800k bao ship nha anh em nhé. Bao cho anh em là có trống có mái. Và chim là chim thổ. Thổ rất là chắc, rất là vang. Còn nếu mà nó ra được đồng nhiều đồng ít thì anh em là được, còn em chắc chắn là em bao cho anh em là chim thổ. Đấy, bởi vì đôi này là dòng phấn hồng nhà em thì nói chung là cũng rất là hay. Cực kỳ hay luôn. Con đực này thuần hơn, con đực này siêu thuần luôn, con đực này siêu thuần luôn anh em. Được siêu thuần luôn, rỉa tay luôn này, rỉa tay luôn này. Đó. Đó. Đấy. Một đôi zin. Đấy. Đôi gì con này cái nghe vẻ như kiểu là chim trong vớ vẩn, con này tỷ lệ hai đực chứ anh em. Đấy, rất là hăng. Đấy. Chắc chắn là con này mắt nồi hơn là con đực rồi, nhưng mà con này là cái theo đôi của nó mà nghe có vẻ rất là hăng chim. Em cứ bảo hành cho anh em một chắc chắn là một đực đã. Còn đôi nào mà nó tỷ lệ có con đực hai con là anh em được thôi. Con này chắc chắn là con đực rồi, mắt nồi. Đấy, có sóng cườm này, có vảy cườm trước này, lên hai ba hạt này. Đấy. Em này thì nói là cái thôi nhưng mà nghe vẻ cũng rất là hung dữ. Đấy, nhanh nhẹn tợn, dữ tợn. Có vẻ như này. Cũng có bắn ít cường rồi. Chưa nghe. Con này cánh tiên, cho cánh tiên. Clip số 18 nhá, 900
rất là lì. Thường là con đực bao giờ nó không giữ được bằng lông đuôi, không giữ được lông đuôi anh em nhé. Ok, clip số 18 em cũng đã báo giá công khai rồi, anh em liên hệ 033 5305982 gặp em Thao nhé. Tối hôm nay là tối 17 tháng 6. Đôi chim zin nguyên bản. Thì nữa em sẽ lên cho anh em một con đực lẻ nhé.